Chào mọi người. Như các bạn đã biết thì ở thời điểm hiện tại Lu đã ký hợp đồng stream trực tiếp ở trên Buja. Nếu như các bạn muốn ủng hộ Lu hay là muốn xem các nội dung như là talk show, trả lời câu hỏi, phân tích, dự đoán, chơi game thì các bạn hãy đến với đường link Buja Lu để bên dưới phần miêu tả nha. Tất cả những nội dung này sẽ chỉ phát trực tiếp ở trên Buja mà thôi. Rất hy vọng là gặp được các bạn ở bên đó. Còn bây giờ thì xin tạm biệt. Của các thành viên trong team không được tốt là do áp lực từ vị trí áo quần của mùa vừa rồi. Áp lực thì luôn gây ra một sự nặng nề. Điều đó là một phần khiến cho tất cả các thành viên bị sa sút phong độ. Ở meta hiện tại nó cũng đang là bất lợi đối với em, vì mùa trước em có chơi những con tăng băng bổ vào rất là dễ, có gì dễ lui ra được. Còn mùa này chơi những con sốc vết thương không chủ quan một cái là sẽ bị đối phương chấp lấy cơ hội và khai thác. Đó là điểm rơi phong độ. Và lý do mà bên phía Flow đang đưa ra là áp lực, đúng không? Thứ nhất là áp lực áo quân đang khiến tụi nó bị nặng nề. Thứ hai là thằng Binjay cũng thừa nhận là meta bây giờ đang không phù hợp. Thật ra cũng hợp lý. Hôm qua trong cái talk show thì anh em VTV cũng có nói à. Meta này mà nó không đánh được Lee Sin là cũng khó nha. Nhưng mà may mắn cho Binjay là lượt về đánh 11.23. Có thể là một cơ hội. Trong tuần thi đấu vừa qua, em cảm thấy mình thi đấu giữ phong độ có khá là mơ nhạt, không giúp đồng đội, và em cảm thấy rất thất vọng với điều đó. Vì em đã luyện tập tóc giống vậy nhưng mà không thể hiện được hết, và chỉ đem lại duy nhất một trận thắng cho đội. Em cũng không hài lòng về màn trình diễn của mình. Em có những pha chủ quan và để đối phương bất lễ và gây nên rất nhiều khó khăn để khi win đế. Bắt đầu mở giao tranh, rống ngang tổ thuốc và giao viên của tình xuất định. Ui, Binjay biến mất. Simon sắp hóa na khổng lồ và ta tràn lên tấn công. Taki bị giữ chân lại, thế giới bùng nổ. Nó không đem lại nhiều tác dụng lắm, nhưng vẫn có là điểm hạ gục dành cho bên phía của Secret. Thanh trừng từ phía ngoài, Shogun có được điểm hạ gục và cơ hội dành cho Buffalo. Shogun đang free shot, ta bắn rất tốt nha, hãy chú ý vào Eddie. Eddie cũng đang còn sống và Shogun buộc phải lướt đi bỏ chạy. Simon sẽ nhảy được qua tường, cú boomerang của ta sẽ không tung ra. Nhưng sau tình huống đó thì Eddie đi tỉnh táo đứng ở phía ngoài. Và anh ta đang nhận rất nhiều sát thương đến từ thanh trừng, 300 máu còn lại. Shogun lướt thẳng lên và anh ta hạ gục được DNK. SD còn bảo tố nổi dậy, anh ta không kịp làm gì cả, anh ta vẫn kịp. Nhưng Binjay từ phía sau gần lao tới, SD đã bị bắt lại. Bảo xâm xét được dùng, Phi nằm xuống. Và Buffalo đang có cơ hội để quét sạch đối phương trong pha này. Secret chỉ còn lại một người, nhưng con số đó sẽ chuyển về không ngay bây giờ. Simon nằm xuống và Buffalo sẽ thấy chậm không? Được thắng lợi của mình. Các bạn thấy chậm không? Cái đoạn này nè, cái đoạn này nói, tức là mình giải thích với bạn là tiếng bình luận viên so với hình nó bị chậm á. Nhảy được qua tường của boomerang của ta sẽ không tung ra. Nhưng trước đây là mình đã bắt đầu nói với câu này, bắt đầu nhìn thấy SD là nói rồi, nhưng mà tại vì bị chậm khoảng chừng 2-3 giây, tới lúc mà bắt đầu nó còn ghê hơn nữa, tức là nó khớp vô đúng cái thời điểm mà SD nó bị bắn luôn. Chứ thật ra mình nói trước cái hình này khoảng chừng 2 giây nữa. Tỉnh táo đứng ở phía ngoài. Tỉnh táo là tới đây rồi nè, tới đây là hết tỉnh rồi. Rất nhiều sát thương đến từ thanh trừng, 300 máu còn lại. Shogun lướt thẳng lên và anh ta hạ gục được DNK. SD còn bảo tố nổi dậy, anh ta không kịp làm gì cả, ta vẫn kịp. Bình luận bị chậm. Từ phía sau gần lao tới, SD đã bị bắt lại. Bảo xâm xét được dùng, Phi nằm xuống. Thấy không, bảo xâm xét được dùng đâu nữa, nó chết cha nó từ hồi nào. Nó chết banh con mẹ nó xác luôn rồi. Mới bảo xâm xét được dùng. Không kịp làm gì cả, ta vẫn kịp. Nhưng Binjay từ phía sau gần lao tới, SD đã bị bắt lại. Bảo xâm xét được dùng, Phi nằm xuống. Con Kennen nó hả bung gần hết mẹ nó chiều cuối mới bảo xâm xét được dùng. Chỉ còn lại một bình luận kiểu như mỗi lần nghe lại mình bị khó chịu á, tại vì nó bị chậm quá. Nằm xuống và Buffalo sẽ có được thắng lợi của mình. Mình bình luận xong mình coi lại mình thấy nó má sao mình nói cái gì mà chậm quá vậy. Đã có một màn trình diện tốt đối với SKB, đặc biệt là DNK và SD. Tuy nhiên mình nghĩ SD vẫn chưa quen với nhịp thi đấu của VCS, nên anh ta vẫn còn để lộ những sơ hở, và Shogun đã tận dụng những sơ hở đó để biến cơ hội thành băng. Ừ, mặt chiến rồi. Bây giờ các bạn hỏi là mặt thằng nào chiến? Mặt thằng Shogun chiến nè. Kết quả 2-1. Mặt thằng Shogun chiến lắm luôn á. Bạn 2, tụi em đã đánh không đúng kế hoạch. Ở gần, định mệnh được dùng Phi di chuyển thẳng lên để đe dọa Binjay. Và đó là sứ giả dành cho bên phía của Secret. Sau đó họ combo khá tốt, nhưng siêu hùng giáng thế và siêu hùng địa ngục được dùng đã đem về chiến công đầu cho Buffalo. Rocky tiến vào rất tốt, vô hiệu hóa dàn sâu của bên phía Secret. SD chưa bắn được nhiều lắm, anh ta cũng đã bắt đầu bắn được và điểm hạ gục dành cho bên phía Secret bắt đầu xuất hiện. Aspect buộc phải tốc biến bỏ chạy và Taki chung với lại Shogun cũng phải ráng như vậy. Xong rồi bị một cái nữa là Buffalo mất hai người.
và khi đang vào một cách rất là ẩu và ta buộc phải tốc biến bỏ chạy. Sau đó HR từ phía sau lao tới, siêu hồn giáng thế được dùng và nó hất tung ba người, liệu có đủ hay không đây. Jerry vẫn đang thoát được, SD bắn khá là gắt. Không nổi rồi, Froggy chịu không nổi, bắn rất đau. Phía bên này tương tự như vậy là Hasmet bị làm choáng và Hasmet nằm xuống. Đây là ván đấu đã nằm trong túi của Team Secret rồi. Đá vô thằng nào thì mở cái miệng lên để cho thằng ếch nó biết nó theo. Mày đá vô xét mày có không nói. Để thằng ếch nó lát vô nó vô đội hình trong kia nó chết, trong khi nó mày chỉ cần mày nói là xét nè. Xong nó canh nó cầm nó đứt lên xét nó dồn lần xét đâu có kịp đứt đâu lần xét chết rồi là pha đó mình nhà tài trợ của Buffalo nè. Nước dưa hấu vị bạc hà bam. Cũng vậy đó. Cái game đó thằng Bin không cần làm gì hết, nó lao vô làm này làm kia làm chi. Bây giờ nè, đừng có nghĩ là bây giờ lên về giáp xong lấy điểm bảng cái hiệu ứng. Lu cũng chưa có nhà tài trợ nước nha Bam ơi. Sau lưng có cái kệ nè. Bên này có cái kệ, bên này cũng có cái kệ. Bởi vậy canh đứng cái nhịp, đừng có ham đứng lao lên cái kiểu mà đứng trước mặt. Muốn kêu thằng nào đứng trước mặt hay đứng ngang mình thì kêu mình support. Chứ bản thân mình đừng có làm chuyện đó nữa, bản thân mình làm chuyện đó quá nhiều rồi, nó không có hiệu quả rồi. Thứ nhất là rất dễ bị bắt rồi chết. 3 file cho chanh, 2 file cho chanh hay 3 file gì đó. Không xà lát, không xà rời. Phong độ tốt nhất của Luxury trong trận vừa rồi là Belay. Anh ta từng dùng những sai lầm của tụi em rất tốt. Bên Nam đứng 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 Ra nó nắm bên bít hết à. Và nó tụi nó chuẩn bị trước rồi, nó nói ra gá là lóc ra gá liền luôn. Thằng Bi không, thằng Hatmet không phản ứng gì luôn. Một là tụi nó rất là nghe thằng Ren, hai tụi nó đã chuẩn bị sẵn con ra gá này rồi. Nó ra gá là thằng là lóc ra gá rồi. Không cần thảo luận gì. Xong rồi canh là cái nhiệt là ngon á. Con vô mốt hết hợp đồng rồi, mới xong hợp đồng mới vô mốt. Chờ cái gì là con TF thì nó lên nó bại á. Rờ thẳng vô nó rồi xong quăng rờ giết về giết ha. Hiểu không? Rờ lên A con TF xong quăng rờ con ra gắt về. Hiểu không đây? Hiểu rồi này. Rồi bây giờ tôi bị Lý xin lạ te được nha, tớ gờ Năm Ôi, thằng bên dây rờ vô bị nó giọng cái chất queo. Ta kia cung cấp thông tin tốt quá kìa. Chỉ hướng đồng đội di chuyển. Ta kia kêu cắn nó không quờ. Em cảm thấy khá là buồn khi chưa cùng team chiến thắng được một trận nào trọn vẹn trong mùa này hết. Bởi vì em biết huấn luyện viên cũng đã có những toan tính chiến thuật riêng cho đội mình. Em cần đa dạng lối chơi của mình hơn để được ra sân nhiều hơn. Một cơ chơi được biệt điểm má nhạc hỗ trợ đồng đội trong trận đấu sắp tới em sẽ chứng minh cho mọi người má mới chuyển nhạc hỗ trợ đồng đội tự hơn cả chuyển nhạc đéo thấy vô mood gì cả nó là BTS mày đuổi việc thằng editor
Nếu mà muốn chắc số top 4, tụi em sẽ cần win tất cả. Tụi em đang cần 3 chiến thắng liên tục. Má nhỏ đang mình nghiêm túc đó. Em phải đề dặn lối chơi để em bảo vệ vị trí của mình. Để có thể sửa chữa lực và em cần tập trung và nghiêm khắc với bản năng hơn. Và hoàn thành tốt những gì ban huấn luyện đề ra.